Có một sợi chỉ thừa ở ống tay áo anh chồng đi vào nhờ vợ giúp đỡ. Cô ấy vừa cắt đi một đoạn rút ra vẫn thấy còn. Vậy là cô ấy kéo cho sợi chỉ lòi ra hết rồi cắt luôn. Nhưng quái lạ kéo mãi mà sao nó không lòi ra trong khi sợi chỉ càng ngày càng dài. Lúc này cô ấy thấy có gì đó sai sai, kéo được lúc nữa thì bà hết kiên nhẫn, thò đầu vào xem, sau đó thì lấy ra một cuộn chỉ. Anh đang giỡn mặt đó hả?